Kênh Tôn Sơ Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh Thì tiếp tục hôm nay em giao lưu bà con những cái cây bonsai khá là đẹp luôn. Bữa nay em có cây kim quýt rất đẹp nha bà con, nằm trên cái chậu dĩa này ha. Làm cái tiểu cảnh rất duyên luôn nha. Thì cây này đã được mà xả kẽm hết rồi, thành phẩm rồi, rất là đẹp, rất là già luôn, phơm thì mịn đều đẹp hết. Cái này để chơi được nha bà con. Thì bà con mình liên hệ mua cây qua số điện thoại là 0939442212. Số thì em có để phần màn hình tiêu đề, số Zalo có nha bà con. Thì bà con kết bạn Zalo, em sẽ bổ sung hình ảnh chi tiết để cho bà con mình dễ chốt hàng. Thì mở đầu tiên hôm nay là một cây kim quýt mã số 24 nha bà con, tiếp theo clip trước nha. Cây kim quýt này bao già cho mình luôn. Rồi, chiều cao cây. Chiều cao. Cao là 55. Cao là 55, chiều dài tán. Dài tán là 76. Chiều dài tán là 76 nha. Quanh là 16. Quanh là 16. Cây này thì khỏi chê vào đâu hết nha bà con. Đế là 50. Đế 50. Dàn xương thì cực kỳ đẹp luôn, cốt cành thì to. Đây, xương buông dây hết rồi. Gọng bay bay kìa ha. Cái này nuôi không dưới là 20 năm nha bà con, trên 20 năm rồi nha. Có thể là trên 20 mấy năm luôn. Cây kim quýt nuôi rất là lâu lớn nha. Thì cái này em đi thì em sẽ bó bầu cho đi. Em giao lưu bà con giá là 4,5 triệu, em bao ship toàn quốc nha, 4,5 triệu cái này. Cái này rất là đẹp ha. Rồi quay. Đây. Cực kỳ đẹp cái này luôn. Này được cái thời gian nuôi nó già. Phơm nón đẹp. 4,5 triệu em bao ship toàn quốc nha bà con, mã số 24 nha. Rồi tiếp theo mã số 25. 25 em có một cây chú thủy nuôi gọt cong. Cái này làm cực kỳ già rồi nha. Rất là chi tiết, cốt cành xương rất là dày dặn luôn nha. Cây này thì dáng bay ở cái một góc lên ba thân rất là đẹp. Cái cụm này đế đều đẹp nha. Rồi chiều cao cây. Cao là 28. Cao 28, chiều dài tán. Dài tán là 72. Chiều dài tán là 72 nha. Cụm là 31. Hoành cụm là hoành thân là 31 nha. Tổng hoành đế. Tổng hoành đế là 46. Cái này thì dàn xương nó đẹp gì rồi. Khi mà lên dàn lá ha, dàn lá mà lên nó rút nhỏ lên cái nhìn là mê luôn nha bà con. Rất là đẹp luôn, cái này thần chậu nha. Cái này thì em giao lưu bà con mình có giá 1,8 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Những cái cây này mình sưu tầm chơi rất là đẹp nha bà con. Dáng bay nha, khá là nét đẹp luôn. Rồi tiếp theo em có một cây kim quýt mã số 26. Đây 26 là cây kim quýt này cực kỳ già luôn, gọng rất đẹp nha, phơm mịn luôn. Bên đây em có những cái kim quýt khá đẹp nha bà con. Thì nó cái này có một cái nó tụt, nó cháy da nha. Vậy bà con mình tạo lũa giùm em nha. Rồi chiều cao cây. Cao là 54. Cao là 54. Tán ngang là 65. Tán ngang là 65. Cây này gọng quá đẹp luôn, mà có cái là nó bị tụt da. Hoành là 23. Hoành là 23. Tổng hoành đế. Đế là 50. Đế là 50. Cái này em giao lưu bà con mình có giá là 1,7 triệu, em bao ship toàn quốc nha. 1,7 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn, mã số 26 nha. Rồi tiếp theo mã số 27 là một cây sam phom tán đa thiên nhiên cực kỳ đẹp. Cây đặc biệt cái là cốt quá to, nuôi rất là lâu rồi nha. Xương dày mịn hết rồi, cốt rất là to. Chiều cao cây. Cao là 60. Cao là 60. Tán ngang. Tán ngang là 77. Hoành là 23. Đây, bà con mình xem dàn phom xương ở trên ha. Rất đế là mịn. Là 32. Đế là 32. Đế rất là mịn luôn. Cốt cành thì to mà dàn xương thì quá mịn rồi. Đây, dàn cốt của nó ha. Không chê vào đâu được. To rất là to luôn. Cây này phong tranh thiên nhiên nha, rất đẹp luôn. Đó, bà con mình xem cái này khi đi thì em cũng có bầu cho đi nha, em không có mà ship chậu nha. Cái này em bao ship cho bà con mình giá là 2,5 triệu, em bao ship toàn quốc. Những cây này mình đáng sưu tầm chơi nha bà con. Cây to đẹp nha, cây rất là đẹp luôn. 2,5 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn, mã số 27 nha. Rồi tiếp theo mã số 28. 28 em có một cây nuôi gà con, nuôi mà khỉ nha. Cái này dàn nuôi quá trời nuôi luôn rồi ha. Phơm tàn thì nó cũng đã mịn mấy phần rồi ha. Còn cái cành rớt của nó nha bà con, cành rớt này mình nuôi thời gian nha. Dáng rất là đẹp luôn, mặt cắt thì nó đã kéo liền hết rồi. Rồi chiều cao cây. Cao 85. Cao 85. Chiều dài tán là 64. Tán dài 64. Cành rớt là 46. Chiều dài tán rớt xuống từ đỉnh xuống 46. Hoành là 24. Hoành eo là 24 nha. Đế là 45. Đế là 45. Đây bà con mình xem cái dàn nu nó đây. Quá trời cái dàn nu cái này ha. Nu như nu đạn keo vậy ha. Cốt cành thì to hết trơn. Cái này nếu như mình cắt ngay đây cũng được nha bà con. Mình cắt đây là nhìn thấy cái form nó cũng rất đẹp rồi nha. Cái này để cho dưỡng cái form lên cho nó dài, cốt nó to nha. Cái này đây, cái đỉnh thì nó ok lắm rồi, nó đẹp lắm rồi. Còn cái dàn mà cành rớt cái nữa là điểm lên thời gian nữa là mình đẹp chơi được rồi ha. 2 triệu
300.000, em bao phí ship toàn quốc cái này nha bà con, mã số 28 nha, 2,3 triệu. Này mà vô chậu đẹp một cái thì thôi luôn, năng rất là năng luôn. Rồi tiếp theo mã số 29, 29 thì em có một cây bông trang cam vàng, cây này cây zin ở đầu biến nha bà con. Thì cây này phơm tàn ấm mịn cốt cành to, thì cái dây mà đã xả dây nhôm hết rồi, nó đã thành phẩm rồi, phơm mịn cốt to nha. Đây, cây này dáng bay rất đẹp luôn. Rồi chiều cao cây vừa bông vừa trái luôn nha. Cái này cao là 50, cao là 50. Là chiều dài tán là 62, hoành là 23, hoành là 23, hoành cũ 45. Cũ là nhiêu? 45. Thì cây này em giao lưu cả nhà mình có giá là 2,8 triệu, em bao ship 2,6 triệu đi, em bao ship toàn quốc luôn, to đẹp nha, bao đẹp cho mình luôn. Cây này rất là đẹp, cốt cành rất là già to ha, tán thì mịn rồi, không còn dây nữa nha, buông dây kẽm hết rồi. Đó, rồi mình xem ha, rất đẹp. Mã số 29 nha. Rồi tiếp theo mã số 30, 30 thì em có một cái combo 4 cây sam hương. Ở 4 cây này thì em giao lưu cả nhà mình giá chỉ 350.000, em bao phí ship toàn quốc cho mình nha. 4 cây mini rất đẹp luôn nha, cây nào cũng nét hết nha. Thì cái cây lớn nhất là khoảng cao khoảng 20, tán ngang khoảng 15 ha, hoành cả 10 nha. Còn những cây nhỏ là khoảng tay út em nha, thì cốt cành đã nuôi rất là lâu rồi. Combo này ha, em bán combo này rầm 4 cây. Đó, đây từ cây đây bà con mình xem ha. Đây cái này. Thì cái chậu này về bà con nhớ là khoan lít giùm em. Khoan lại giùm em. Đây. Đó, một cây. Đây cây thứ hai đây. Rất là duyên luôn, những cái cây này rất là già rồi. Đó, cây ba đây. Đó. Những cây này đây bà con về thay chậu rồi chơi thôi. Đó, cái 4 đây ha. Cái 4 này đặc biệt, cái 4 này đẹp nha. Đó, 4 này hai thân đẹp, dáng phong tranh nha. Cây này thì em giao lưu bà con giá 350.000, 4 cây em bao ship toàn quốc. Đó, chỉ có vài chục ngàn cây nha bà con. Đó. 350.000 em bao ship nha, mã số 30. Rồi tiếp theo em có một cây si búp hồng ghép cây gừa bông. Đặc biệt có một nhánh gừa bông nó lên cái nhìn rất là lạ luôn nha bà con. Đó, ngồi em chỉ cho mình xem. Đây, cây bệ đẹp ha. Cốt đùi rất là to, ghép rất lâu ha, dáng bay khá quái, chiều cao cây. Cao là 45. Cao là 45. Tán ngang là 96 ha, cốt quá to luôn nha bà con. Đó, tổng cái hoành đó ha, nó có dính cái phần giấy ngoài ha, để giùm em ra đó. 47. 47 ha. Đó, cái thân nó tối đa là khoảng 40 thôi nha bà con. Đây, đây những cái cốt đùi quá to. Đến 110. Đến 101, đây cái này đây. Ở bà con thấy ở trên đọt đó, có mấy cái nhánh mà nó lên lá hồng đó nha. Đây nhánh này là nhánh zin nha bà con. Đây là cây zin, đây zin là bông si búp hồng. Đó, còn cái này cái gừa bông đây. Đó, về gừa bông ha, thì ghép mắt ghép đây, mà mắt ghép giờ nó bít hết rồi. Nó bự hơn cầm tay em nữa nha. Này mình cắt ra được cây trực lắc ha. Còn đây, lá hồng mà con để ý. Mới này em tưởng đâu là cây nó đột biến ra luôn không, nhưng đây là cái nhánh. Cái nhánh nó ăn dính vô đây nè, nó dính vô đây ghép nó sống luôn, nó ôm vô cây này nó sống vô, nó liền với cây này á. Ở đây có nhánh xin búp hồng luôn. Đây. Đó, còn đa phần như là gừa bông nha. Thì gốc là gừa bông nha bà con. Thì cây này em giao lưu bà con giá 1,8 triệu, em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đó, 1,8 triệu. Về mà bà con mình về làm ra được 3 cây nha. Cắt dăm ra được 3 cây đẹp nha. Đó. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo mã số 32. 32 thì em có một cây nu gọt cong, cây cốt cành to phơm tàn ấm mịn rồi nha. Cái này thì dây đã điểm lại cái nó muốn mịn tàn rồi nha bà con. Đó, chiều cao cây. Cao là 28. Cây 28, chiều dài tán. Chiều dài tán là 60. Chiều dài tán 60. Hoành là 24. Hoành 24, hoành cũ. Cũ là 32. Cũ là 32 thì cây này em giao lưu với bà con mình có giá là 600. Em bao ship toàn quá, cây này đã chuẩn cây nha, cốt cành dừa rất chuẩn, nuôi khoảng 2 năm ngoài rồi nha. Nó được cái gì mà cắt thì gần bích hết rồi, cốt to rất to rồi. Mã số 32 nha bà con, em bao ship toàn quốc. Rồi tiếp theo mã số 33. 33 thì là một cây nuôi gà công. À, cây cuối clip nha, quá đẹp luôn. Cây này thì nó lên vàng tược mới một cái, nó xum xê lên cái nhìn là mê liền nha bà con. Rồi chiều cao cây. Cao là 47. Cao 47. Tán ngang là 52, con cái nhành tử với duyên ha. Hoành là 22. Hoành là 22, hoành cũ. Cũ là 45. Cũ là 45, cái này em giao lưu bà con mình giá là 1,100,000, bao phí ship toàn quốc, mã số 33 nha bà con. 1,100,000 thì mặt cắt nó đang cuốn là rất là mạnh luôn. Cái này vàng xương dâm đẹp cực kỳ. Ở 1,100,000 em bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha, mã số 33. Cái này cũng là cuối clip nha bà con, thì cuối clip Thanh Bình cũng xin chào chân thành cảm ơn bà con trong suốt thời gian qua đã ủng hộ. Rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp, bà con xem kênh thấy hay chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nha. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.